Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe đề tài Người Con Chánh Tông của Phật. Đề tài này được rút ra ở trong bài kinh số 111 tên là Kinh Bất Đoạn thuộc Kinh Trung Bộ. Thầy xin nhắc lại, chúng ta lắng nghe đề tài Người Con Chánh Tông của Phật. Nội dung giáo nghĩa này được rút ra ở trong Kinh Trung Bộ, bài kinh số 111 có tên là Kinh Bất Đoạn. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta thường có một cái tâm lý thói quen là chúng ta hãnh diện về gia tộc của mình, và nhất là khi biết mình là người con nối dõi tông đường thì hình như chúng ta thấy rằng mình có một cái trách nhiệm thiêng liêng nào đó, có một cái gì đó cần phải thực hiện, một sứ mệnh cao cả ở trong cuộc sống này. Nội tâm này thì thầy chứng nghiệm rất là rõ ràng, bởi vì thầy chính là đích tông ở trong một cái gia tộc lớn. Khi sinh ra đời thì gia tộc giao phó cho mình một cái trách nhiệm rất là thiêng liêng, đó là phải cố kết cho gia tộc thật là mạnh mẽ, mọi người thương nhau và chăm sóc mọi người, đặc biệt là không có được tự ý sống theo sở thích của riêng mình. Thầy thường ngưỡng mộ tổ đức của mình, nhiều đức hạnh. Ông đem đến cho người ta một sự giúp đỡ khắp xóm làng. Và ông có một cái thói quen là tuyệt đối không có nhận lại sự báo ơn của người khác. Do vậy cho nên ảnh hưởng của ông càng ngày càng lan rộng ra. Và ai muốn báo ơn ông cái gì thì ông dặn họ rằng, khi tôi chết đào cho tôi một cái huyệt mộ, người đào huyệt mộ là người gia tộc. Còn ngồi ra trong gia tộc cũng không, người đào huyệt mộ là con cháu ở trong nhà. Và trong gia tộc cũng như là mọi người thì hãy gánh một gánh đất theo sức của mình. Người già yếu chống gậy nắm một nắm đất trên tay bỏ lên cái huyệt mộ của ông. Đó là cách đền đáp cái ơn đức mà ông đã giúp cho họ. Và thưa quý vị, kết quả đó như thế nào? Người ta nói rằng cái ngôi mộ nó cao to như là một cái đồi núi nhỏ nhỏ mà người lớn đứng ngước đầu lên mới nhìn thấy được cái chóp mộ như vậy. Thì những cái việc như vậy là ai cũng rõ biết, ai cũng ngưỡng mộ. Và khi biết mình có trách nhiệm kế thừa trở thành người con đích tông ở trong gia tộc thì chúng ta thấy mình hình như hãnh diện và mình hành động là noi gương cái đức của tổ của gia tộc mình. Nhưng thưa quý vị, khi lớn lên một chút xíu nhận ra một điều rằng con người ở trong gia tộc đó không phải an lành. Có những người tận tụy làm tất cả mọi việc, nhưng có những người thì chuyên phá hoại, có những người thì chuyên là làm hư hại cho gia tộc, gia đình. Và chỉ vì những cái lợi danh, chỉ vì những cái chén cơm manh áo rất là nhỏ nhen, họ thường nhận lấy ân huệ giúp đỡ của người khác, nhưng đem đến sự chia sẻ nhỏ nhất cho người khác thì họ hoàn toàn không có đối hoài. Và bắt đầu thầy quan sát nhiều hơn nữa, lớn lên chút xíu thì quan sát nhiều hơn, tại sao người ta lại gây gổ với nhau. Ở xóm gần có anh chị sống rất là hạnh phúc, không bao giờ nghe anh chị cãi vã tiếng nào, nhưng đùng một cái thì hôm đó hai vợ chồng cãi nhau, chửi nhau không còn gì hết, chửi những cái ngôn từ mà mình chưa từng nghe.
Thì lúc đó ở trong tâm tư của một đứa trẻ như thầy bắt đầu thấy ngạc nhiên quá. Và lúc đó cứ suy nghĩ mãi về cái trọng trách kế thừa gia tộc của mình. Đó cũng là một cái nỗi niềm băn khoăn của những đứa trẻ khi lớn lên. Thì thưa lập quý vị á, sau này lớn lên tới làm người xuất gia rồi, thì lúc bây giờ thầy lại nghĩ rằng mình cần phải nối nghiệp của tổ đức mình. Bởi vì tổ đức mình rất là tuyệt vời. Chẳng hạn như Lâm Tế Chánh Tông, ngài là một vị tổ uyên bác và gây ảnh hưởng toàn cái cõi Đông Nam Á, chứ không riêng gì Việt Nam. Rồi đến tổ sư Nguyên Thiều, đến truyền bá Phật giáo. Rồi gần đây như là quốc sư Phước Huệ, thầy của ba đời vua. Mình nghĩ bậc tổ đức của mình thật là tuyệt vời. Nhưng mà khi mình nghĩ như thế thì cũng không đủ. Tại vì tổ đức của mình dẫu sao đi nữa cũng bắt đầu từ Đức Phật. Cho nên tâm tư của mình trưởng thành hơn. Mình muốn hiểu tất cả những gì mà Đức Phật muốn nói. Và cốt ý của Đức Phật muốn nói là nói cái gì? Và vì sao Phật lại nói như vậy? Nói đôi chi? Trong khi Ngài có tất cả, nào là lầu vàng điện cát đầy đủ hết, tại sao Ngài lại từ bỏ? Mặc dù Ngài đủ cái oai đức để trở thành một vị vua thống lĩnh toàn cõi, nhưng Ngài lại từ bỏ con đường đó. Rõ ràng một cái kiếp sống vô thường huyễn hóa này nó đỡ lại không biết bao nhiêu khổ đau. Và vô tình chúng ta lại dính mắc ở trong một mớ ngôn từ mà chúng ta xem nó như là thiêng liêng, là cao cả. Đó chính là đích tông, là gia tộc, là thế gian pháp. Có phải như vậy không thưa quý vị? Chúng ta giác ngộ dần dần, chúng ta nhận ra từng lớp. Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu như không được như vậy thì chúng ta đau khổ lắm, hoặc là được như vậy chúng ta hạnh phúc lắm. Nhưng cái được đó, cái mất đó, nó nằm trong pháp hữu vi vô thường. Cuối cùng chúng ta vẫn luân hồi sinh tử. Như vậy thì những điều đó chỉ là giá danh mà thôi. Và giờ đây chúng ta làm sao để mình trở thành một người con chánh tông của Phật? Đây chính là điều cao đẹp. Và chúng ta làm sao tự mình trở thành người con chánh tông của Phật? Đây là vấn đề mình đặt ra trong ngày hôm nay. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ở xá vệ rừng Kỳ Lâm, gọi là rừng Kỳ Đà, vườn của trưởng giả Cấp Cô Độc. Ở đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như thế này: Này các tỳ kheo, Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là bậc hiền trí, Xá Lợi Phất là bậc đại tuệ, Xá Lợi Phất là bậc quán tuệ, Xá Lợi Phất là bậc hỷ tuệ, Xá Lợi Phất là bậc tiệp tuệ, Xá Lợi Phất là bậc lợi tuệ, Xá Lợi Phất là bậc quyết trạch tuệ. Đức Phật nêu ra 7 danh từ như vậy để mô tả 7 cái khía cạnh tuyệt diệu của trí tuệ Xá Lợi Phất. Thế Tôn tán thán điều đó, để cho mọi người nhìn thấy một nhân cách thấm nhuần giáo pháp của Phật và thành tựu ở trong giáo pháp của Phật, là một tấm gương cho chúng ta. Thế Tôn nói như thế này: Này các tỳ kheo, cho đến nửa tháng Xá Lợi Phất quán bất đoạn pháp quán. Chỉ có nửa tháng thôi. Chúng ta nên hiểu tôn giả Xá Lợi Phất khi xuất gia chỉ có 15 ngày đắc thánh quả A-la-hán. Chỉ có 15 ngày thôi. Và sự thành tựu ở trong giáo pháp của Thế Tôn chỉ có 15 ngày. Chúng ta 15 năm, 105 năm, 150 năm, từ từ tu phải không? Chứng quả có gì vui vẻ mà nôn phải không? Thành ra chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia có 15 ngày là chứng thánh quả A-la-hán. Và chúng ta thấy cái công phu của Ngài 15 ngày. Ngài công phu như thế nào? Cái quán ở đây chúng ta hiểu chữ pháp quán
gọi là bất đoạn pháp quán, tức là cái quán này nó phải liên tục trong vòng 15 ngày. Trí tuệ của Ngài giữ gìn trong 15 ngày không thiên giám. Còn chúng ta không phải không hiểu điều này, nhưng chúng ta không có giữ lâu. Giữ chút xíu rồi nó tan, cái pháp tạp uế khác tràn lên ở trong tâm, làm phủ lấp hết những thiện pháp mới sinh ra. Còn tôn giả thì giữ mãi trí tuệ của Ngài. Đầu tiên, Ngài nhận thức như thế nào? Tâm của chúng ta nếu như tham đắm ở trong năm dục, năm diệu dục, tham đắm ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta phủi bỏ nó, chạy trốn nó. Chạy trốn nó mà trong tâm mình khát cầu, như một người không có tiền đi ăn xin một chút xíu thực phẩm, nhưng trong tâm của họ tràn đầy lòng tham. Thì vấn đề ở chỗ là cái tâm đó, chứ không phải vấn đề là chúng ta nắm cái gì trên tay. Hãy hiểu điều này. Vậy thì ở đây á, chúng ta thấy năm diệu dục nó dễ sợ lắm. Thế Tôn nói chỉ có một thứ nữa có tác dụng ngang bằng với một trong năm dục này, thì vĩnh viễn không có chúng sanh nào có thể giải thoát khỏi nó. May thay, nó chỉ có năm dục. Chúng ta có đủ trí tuệ để vượt qua. Và thâm không để cho tâm nó chìm ở trong năm triền cái. Đó là tham dục, sân nhớ, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, ác tác. Và Ngài tuân thủ theo một đời sống phạm hạnh thanh tịnh. Ít nhất tâm của chúng ta khởi lên ý nghĩ này, thành đây gọi là cảnh ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Mà khi ly dục, ly ác, bất thiện pháp như vậy, thì bắt đầu Ngài có một cái trạng thái an lạc xuất hiện ở trong tâm. Đó là trạng thái hỷ lạc. Do gì? Do viễn ly những cái điều xấu đó, những cái điều nguy hại cho tâm. Và cái an lạc, cái hoan hỷ do cái tâm viễn ly đó sinh ra. Do cái tâm đó sinh ra. Nhưng mà thưa vị, ở trong tâm của Ngài vẫn còn gì? Vẫn còn tư duy, vẫn còn khái niệm, vẫn còn một sự sống, tìm kiếm. Đây gọi là tầm và tứ. Ở trong mức này, tôn giả chứng đắc sơ quả, sơ thiền. Đó là gì? Là ly sanh hỷ lạc. Và khi chứng đắc được sơ thiền như vậy, chuyện gì xảy ra trong tâm của Ngài? Ngài nhìn thấy trong tâm của Ngài có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc, có nhất tâm. Có tầm tức là có tìm kiếm, có tứ tức là trạng thái hoạt động vi tế của nội tâm, những trạng thái tư duy sâu ở trong lòng. Có tầm, có tứ, và có một sự hỷ, có một sự lạc, và có gì? Có sự an trú. Tầm tứ thì hoạt động mạnh, hỷ lạc và an trú nhất tâm đó nó hoạt động vi tế hơn. Trạng thái này là trạng thái của gì? Của sơ thiền. Và Ngài còn nhận ra rằng cái cảm xúc xuất hiện ở trên thân, trong tâm, rồi cái tâm nó thọ hỷ, thọ lạc, nó thọ nhất tâm đó, nó vẫn còn hiện hữu ở trong tâm Ngài. Hướng tới sự mong muốn này, mong muốn kia vẫn còn, nhưng mà mong muốn hướng tới chỗ thanh cao nó còn xuất hiện ở trong đó. Rồi Ngài đạt được một cái loại trí tuệ thanh tịnh để mà có thể hiểu được cái vấn đề thiện hay ác một cách rõ ràng hơn. Đây gọi là thánh giải. Tại vì trong tâm nó mát mẻ, nó thanh tịnh như vậy, cho nên trí trong đó mới sinh ra được. Đây gọi là trí thánh giải. Và trí thánh giải như vậy, Ngài phát triển gì? Sự tinh tấn trong công phu không ngừng nghỉ. Và cái tinh tấn đó nó đạt đến một cái chỗ là gì? Là nhớ rất rõ ràng, không quên những cái gì diễn ra ở trong tâm của mình. Và Ngài không có chấp giữ nó, Ngài xả. Biết rằng tất cả đều là huyễn hóa, cho nên Ngài xả. Ngài tác ý một sự thanh tịnh an vui trong đó. Ở đây là Ngài an trú ở trong cái mức của sơ thiền. Trong sơ thiền nó có những cái trạng thái tâm lý như vậy. Chúng ta hãy chứng nghiệm nó
nhìn sâu thấy rõ những gì đang hiện hữu trong trong trạng thái sơ thiền. Rồi khi mà cái này khởi lên, cái kia mất xuống ở trong nội tâm với những pháp như vậy, tôn giả thấy biết rất là rõ, biết nó khởi lên, rồi khi an trú nó, biết an trú và gì, và khi đoạn diệt nó thì biết đoạn diệt. Như vậy rõ ràng ở trong tâm của Ngài đầy trí tuệ. Pháp gì khởi lên Ngài đều thấy, pháp gì tồn tại Ngài đều thấy, và cái pháp gì hủy diệt Ngài đều thấy. Ngài có cần làm gì cho nó diệt không? Hoàn toàn không, chỉ ngồi nhìn nó thôi. Bởi vì bản thân của nó là vô thường, không cần làm gì hết, tự nó sẽ mất. Và tôn giả thấy, tôn giả ghi nhận một điều rằng tất cả những cái pháp này từ xa xưa nó chưa từng xảy ra, chưa từng có, nhưng hôm nay nó lại hiện lên. Chúng ta biết rằng á, có ai biết đời trước mình có giận không? Mình suy luận, mình nói rằng tôi có giận cho nên tôi đầu thai ở cõi này, đó là suy luận thôi. Chứ còn mình có biết được cơn giận đó không? À, mình không biết được. Hiện tại chúng ta đã quen một cái cơn giận nào ở trong quá khứ, đúng không? Ngày hôm qua hôm kia mình có giận hờn gì đó, và mình biết là cái cơn giận hờn đó như vậy. À, nhưng mà nó mất rồi thì nó không phải là hiện tại đây. Thì rõ ràng là nó chưa từng sinh ra. Nếu như nó sinh ra rồi, nó sinh ra ở trong cái trạng thái này rồi, nhưng mà sau khi, tức là nó hiện hữu tồn tại một thời gian nhất thời, rồi nó bị hủy diệt. Đúng vậy không? Đó là những gì diễn ra trong tâm của Ngài. Có một loại tâm lý mà diễn ra, Ngài cần, Ngài khắc ghi và chúng ta cần phải học hỏi. Đó là gì? Đó là Ngài không có luyến ái những cái pháp đó. Tức là cái pháp nó đẹp, nó hay, nó an lạc, thanh tịnh, Ngài không có luyến ái cái trạng thái đó. Và Ngài cũng không có chống đối nó. Hay là ở điểm này, Ngài không có chống đối một cái cảm xúc. Ngài cũng không có luyến ái cảm xúc. Mặc dầu nó có hỷ có lạc, có gì nữa Ngài cũng không. Lúc bây giờ Ngài gì? Ngài tự thân rất là độc lập. Ở trong tự thân của Ngài độc lập, không trói buộc. Ngài giải thoát không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Thưa liệu quý vị, con đường chúng ta đi ở trong cõi luân hồi sanh tử, chúng ta phải vượt qua hết thảy 9 tầng bậc. Tầng bậc thứ nhất là sơ thiền, thứ hai là nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tướng, phi vị tướng xứ. Và cuối cùng là vượt ra khỏi phi tướng, phi vị tướng xứ, đến ở trong cảnh giới diệt tận định niết bàn. Vấn đề nó có những cái vi tế rất là nhỏ nhìn bên trong, mà chúng ta phải bắt đầu từ cảnh giới của sơ thiền. Cảnh giới sơ thiền là cảnh giới mà ly dục, ly ác, bất thiện pháp, tôn giả Xá Lợi Phất chứng đắc như thế nào ở trong cảnh giới này. Cảnh giới này là một cảnh giới mà sau khi khởi tâm ly dục, ly ác, bất thiện pháp thì bắt đầu tâm của Ngài ở trong sự hỷ lạc tuyệt diệu. Ở trong sự hỷ lạc này là do quá trình viễn ly những điều ác mà có. Và khi tâm viễn ly những điều ác như vậy thì cái tâm này nó có xu hướng là đến cái chỗ hỷ, chỗ lạc, và nó an trú một cách dễ dàng. Đây là an trú ở trong các thiện pháp. Nhưng đặc tính nổi lên của nó đó là có tâm và có tứ, chưa có ngưng lại hết tất cả sự vận động của nội tâm. Và các pháp đó hiện lên trong tâm của Ngài như thế nào? Là cái pháp nó hiện lên, rồi nó an trú, rồi nó mất đi, Ngài đều thấy rõ, biết một cách rõ ràng. Đây là trí tuệ nhận ra. Sau đó thì sao thưa quý vị? Các Ngài nhận ra rằng rõ ràng cái pháp này ở trong quá khứ xa xưa kia nó chưa từng có, nhưng hôm nay nó lại hiện hữu, rồi sau khi hiện hữu nó lại đoạn diệt. Như vậy thì bản thân của nó không phải là một cái pháp thường trú ở trong nội tâm của chúng ta, mà nó chỉ là như người khách trần đến và đi ở trong một nhân duyên nào đó, nhưng nó lại có cái tác dụng chi phối vào hành động của chúng ta. Giờ đây Ngài dùng trí tuệ soi sáng bản thân của nó, không để cho nó chi phối nữa. Và ở trong đó Ngài không có luyến ái những cái pháp thuận lòng của mình, hoặc là những cái điều mà không thuận lòng, bất như ý,
Ngài cũng không có khởi cái tâm là chống đối lại nó. Đây là một điều rất khó làm, chứ không đơn giản. Bởi vì chúng ta có thói quen là thuận theo những gì mình yêu thích, và những gì mà mình không thích thì mình hãy đối kháng. Và như vậy thì lúc bây giờ ở trong tâm của Ngài giữ một cái khối tư duy độc lập, không ràng buộc, giải thoát tất cả mọi hệ lý. Và ở trong đó Ngài an trú với tâm không có hạn chế. Đây là những điểm rất là quan trọng. Tâm không có hạn chế. Và ở trong cái tâm không có hạn chế đó, Ngài thấy rằng còn rất nhiều việc phải làm nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tầm tứ còn liên tục, bao nhiêu thứ, sự tĩnh lặng chưa có lén dịu xuống hết thảy. Cho nên còn rất nhiều việc đã làm. Và tiếp tục Ngài bước lên bước thứ hai, đó là gì? Là Ngài thấy rõ ràng tâm và tứ là cái nguyên nhân, tâm và tứ là động lực, tâm và tứ là sự di động mà nó lôi kéo rất nhiều các pháp sinh diệt. Các pháp sinh diệt đều dựa trên cơ chế của gì? Của sự di động. Của sự di động. Và di động là gì? Là cái nền tảng. Tâm và tứ là nền tảng của sự di động. Nếu như không còn tâm, không còn tứ, tức là an trú trong định, thì tất cả mọi thứ đều đứng yên một chỗ. Ở trong đó không còn danh xưng nam nữ già trẻ gì nữa, tất cả đều đứng im hết rồi. Thành ra trong tâm đạt đến cái chỗ là cái chỗ là không tâm không tứ. Mà một khi không tâm không tứ thì trong tâm đạt đến cái chỗ là định. Cho nên khi tâm đến cảnh giới đó gọi là định. Cái định, ở trong định đó có những điều gì diễn ra trong tâm của Ngài? Trong tâm của Ngài, nội tâm của Ngài nó có một sự tĩnh lặng. Ngài sống ở trong sự tĩnh lặng đó, cho nên cái hỷ cái lạc cái nhất tâm sinh ra rất là vi diệu, và tâm tứ nó đã vén mặt. Vậy thì làm sao mà tâm chúng ta có thể an trú được? Đây chính là công phu tu hành. Công phu như thế nào? Mỗi người chúng ta chọn lựa cho mình một công phu. Công phu ở đây không có ai giống ai, không có quy định trong bất cứ một phương thức nào. Và miễn làm sao tâm của chúng ta đến cái chỗ nội tịnh là được. Vậy thì 8 vạn 4 ngàn pháp môn tu đều là một trong những giải pháp mà chúng ta tìm kiếm chọn lựa. Chúng ta đối phó với cái vọng tâm của mình, đối phó với tâm và tứ của mình hiệu quả thì chúng ta phải có nhiều phương pháp để đối trị. Nghĩa là gì? Tức là khi gặp một tình huống mà mình biết được nhiều phương pháp thì mình sẽ đối trị rất tốt với nó. Còn nếu như mình biết một phương pháp thôi thì mình chỉ đối phó một phương pháp và có thể mình không thành công với phương pháp đó. Cho nên ở trong cuộc sống cũng vậy, phải không? Thành ra mình đỡ có nhiều phương pháp, mình phải đi học đạo. Bởi vì đạo là gì? Là những lời của Phật đã dạy lại cho chúng ta có thể là chứng nghiệm nhiều phương pháp, và lịch sử các ngài, lịch sử đệ tử của Phật đã kinh qua lời Phật dạy như vậy. Vì vậy cho nên làm sao để cho mình an trú? Những cái phương pháp phổ biến như là gì? Như là quán niệm hơi thở, phải không? Quán thân bất tịnh, phải không? Quán pháp vô thường, phải không? Quán thọ thị khổ, phải không? Đó là những phương pháp của thiền, cứu tướng quán, từ bi quán, hoặc là gì? Hoặc là tịnh độ niệm Phật, hoặc là gì? Hoặc là mật tông trì chú, hoặc là làm bất cứ cái gì. Nghĩa là tất cả mọi phương thức này chỉ giúp cho hành giả đạt đến cái chỗ là nội tịnh. Chỉ có vậy thôi, không có tác dụng gì hơn. Như vậy thì khi nội tịnh đã tịnh xuống rồi, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện, mỗi người một sở thích, mỗi người một trình độ, một nghiệp lực khác nhau, cho nên sự biến hóa của nó khác nhau, và cách thâu nhiếp tâm cũng khác nhau. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta không có ngạc nhiên là tất cả những cái pháp môn khác sinh ra. Ai mà đứng trên phương diện thực tập pháp môn này mà đã kích pháp môn khác, người đó thể hiện cái sự kém hiểu biết của mình. Tại vì mỗi người có một cách ứng xử với tình huống tâm của mình, làm sao mà phải rập khuôn theo người khác được. Tuy nhiên nó có một cái công thức chung, miễn làm sao tâm mình trở về với sự nội tịnh là được. Phải hiểu như vậy. Làm sao nội tịnh là được. Tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, niệm Phật cũng được, hành thiền cũng được, làm cái gì tâm nội tịnh là được. Và ở trong trạng thái nội tịnh của tâm như vậy thì hỷ và lạc bắt đầu có mặt. Trạng thái nhất tâm hỷ lạc đó, tất cả ở trong cảnh giới này vi tế hơn cảnh giới của sơ thiền. Cho nên những cái xúc, cái thọ, cái tướng, cái tư, cái tâm, cái dục, thánh giải, tinh tấn, niệm xả, tác ý, tất cả những cái pháp này diễn ra ở trong tâm tư của một người chứng được sự nội tịnh, nó rất là vi tế.
Và tôn giả an trú ở trong cái tầng bậc vi thế đó, chứ không có đi ra ở trong cái trạng thái thô thiển nữa. Nghĩa là ở trong định đó, nhưng mà tâm của chúng ta vẫn còn sáng ngời bởi sự soi sáng của trí tuệ. Và chúng ta nhìn thấy là cái sự tĩnh lặng đó có cái gì, cái gì, cái gì. Sơ thiền cũng giống như chúng ta đứng ở trên mặt biển, nhìn biển. Nhưng giờ đây chúng ta lặn xuống mặt nước rồi, thì những cái vận động như đó nó sẽ khác rất nhiều với cái nhìn chúng ta ở trên mặt nước. Cho nên ở trạng thái này thì lúc bây giờ tôn giả biết rất rõ và an trú tâm ở trong đó, và biết đến khi nó khởi lên rồi nó trụ rồi nó hoại như thế nào, ngài ghi nhận và biết rất rõ như vậy đó. Và như vậy các pháp đó ngài ghi nhận một điều rằng nó không phải là ta, bởi vì trước đây ta chưa từng thấy nó, và giờ đây nó cái gì, nó cũng không phải là ta, bởi vì nó hiện hữu này là hiện hữu vô thường, và cuối cùng nó sẽ bị đoạn diệt. Cái pháp đó không phải là ta là người nhận biết nó. Và do vậy cho nên ngài không có luyến ái ở trong cái pháp sanh diệt đó, ngài cũng không có kháng cự pháp sanh diệt đó, và ngài cũng không bị cái pháp sanh diệt đó trói buộc ngài. Ngược lại, ngài giải thoát nó, ngài không có bị lệ thuộc ở trong nó, và ngài an trú với một cái tâm là rộng rãi vô biên không hạn chế. Các vị theo dõi kịp không? Đó. Cái trạng thái từng bước tâm như vậy á, mình ngồi mình chiêm nghiệm sao? Nếu như mình chưa có nhận biết điều này thì mình phát tâm làm sao để đạt được, học cái cách đạt được và tập cái cách nào để đạt được. Đây là hướng tới sơ thiền. Và ở trong đó ngài thấy rằng còn một cái con đường giải thoát hơn nữa, siêu việt hơn nữa, chứ không phải như vậy. Ngàn đó là chưa đủ. Cho nên ngài tiến lên một cách là luôn luôn là chánh niệm tỉnh giác ở trong những gì mình thấy cõi sơ thiền, cõi nhị thiền. Ngài nhìn thấy rất rõ như vậy, cho nên bắt đầu trong tâm của ngài không có dính mắc ở trong cái niềm vui đó nữa, mà ngài gọi là ly hỷ, tức là viễn ly, bởi vì nó vô thường, mặc cho nó vui mặc cỡ nó, nhưng mà ngài rời khỏi nó, ly hỷ. Cho nên ngài an trú trong sự viễn ly, đây gọi là xả, ly hỷ trú xả. Đó là phạm vi thứ ba. Và đây gọi là gì? Là xá niệm lạc trú. Xá niệm lạc trú, bởi vì cái dòng suy nghĩ này là phải rời khỏi nó. Từ lâu nay chúng ta sống với những dòng suy nghĩ này, và dòng suy nghĩ này tạo nghiệp, dòng suy nghĩ này dẫn dắt chúng ta tái sinh. Giờ đây chúng ta rời khỏi nó. Và khi mà ngài rời khỏi nó như vậy thì ngài ở trong trạng thái gọi là xá niệm lạc trú. Trong trạng thái xá niệm lạc trú này ngài đi vào cái cõi thiền thứ ba. Cái cõi thiền này nó có những cái đặc điểm như là gì? Là xá, là lạc, là niệm, là tính giác, là nhất tâm. Trong đây xá cho nên nó an vui, và niệm tức là sự ghi nhớ rất rõ, trí tuệ càng ngày càng phát sinh, cho nên mức độ tính giác càng to lớn và xu hướng đến chỗ nhất tâm. Và ở trong đó những cái loại cảm thọ khác như là gì? Là xúc, là thọ, tưởng tư, rồi là tâm, dục, thánh giải, tinh tấn, tác ý, xả. Những điều như vậy ngài ghi nhớ nó rất là rõ ràng. Nó khởi lên như thế nào ngài thấy, nó dừng trú như thế nào ngài thấy, nó đoạn diệt như thế nào ngài cũng thấy. Và ngài biết rõ như vậy, ngài không có luyến ái những gì diễn ra theo ý của mình, ngài cũng không có bực bội những gì mà nghịch lại ý của mình trong trạng thái đó. Và tâm của ngài là một khối độc lập rời khỏi nó, nhìn thấy nó thôi mà độc lập rời khỏi nó. Là khi tâm của ngài rời khỏi nó, cho nên ngài không có bị nó trói buộc, không bị nó hở lý. Và do vậy cho nên ngài an trú ở trong trạng thái độc lập vô biên, đây gọi là sự không hạn chế của tâm. Và lúc đó ngài thấy rằng như vậy thì cũng còn nữa, chưa có đủ. Cho nên ngài thấy vẫn còn cái pháp đối xá. Cho nên bây giờ đây là những cái cảm thọ hỷ, cảm thọ lạc là ngài viễn ly hết, xả hết. Xả hết thì nó như thế nào? Và ngài xả hết như vậy, cho nên tất cả những cái khổ cũng xả, mà cái lạc cũng xả. Xả cả khổ cả lạc, và tất cả tàn dư của khổ lạc đó là ưu bi cũng đều xả bỏ. Ưu bi xả bỏ. Và do mà xả bỏ hết như vậy, cho nên ngài không còn ở trong cái cảnh gọi là khổ và lạc nữa. Ở nơi đó là không còn khổ, không còn lạc. Đây xả hết rồi. Cái niệm khổ, niệm lạc đó nó khiến cho mình khổ, mình lạc. Giờ đây ngài xả hết, cho nên ngài đi vào ở trong trạng thái là xả niệm thanh tịnh. Đó là cảnh giới thiền thứ tư. Theo dõi kịp không? Có nhận ra không? Cố gắng
cố gắng theo dõi, dùng tất cả trí tuệ, dùng tất cả cái công lực tu hành mấy chục năm của mình để xem thử là mình có tới chỗ này chưa, mình có nhìn ra nó chưa. Chứ thầy đã diễn đạt tới đây rồi, đã nhiều lần rồi, mình có biết hay không, hay là mình có mường tượng ra được hay không. Như vậy chúng ta thấy những đặc điểm nào là cảnh giới của tứ thiện, đó là gì? Đó là xả cả khổ cả lạc. Cả khổ cả lạc là xả hết, và trong tâm lúc bây giờ là vô quán niệm tâm. Những điều này nó sẽ xuất hiện trong tâm là vô quán niệm tâm, và thanh tịnh nhờ cái tâm niệm vô quán đó, cho nên nó đi vào trạng thái nhất tâm. Và lúc bây giờ cái xúc, cái thọ, những cái gì ở trong đó, nó gì, nó những cái pháp như vậy á, nó được an trú không dừng nghỉ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái xúc, cái thọ này là rất là vi tế, chứ không có dễ dàng gì chúng ta tiếp cận được. Hình dung được chưa? Thầy muốn nhắc lại bốn điều mà thầy nêu vừa qua. Chúng ta sống ở trong một đời sống thô thiển bởi cái tâm vọng tưởng điên đảo và phóng túng ở trong tham cầu. Cho nên á, chúng ta mới tạo ác, chúng ta mới sống phạm những cái giới cấm để mà có được điều lợi cho mình bằng những phương tiện như là sát sanh, trộm cướp nè, hoặc là tà dâm, nói dối, hoặc là hay là sử dụng những cái chất nghiện ngập buông lung. Những trạng thái này là trạng thái rất yếu kém của tâm tư. Tâm tư không có tự chủ được. Giờ đây chúng ta phát nguyện thọ giới của Phật để chúng ta viễn ly nó bằng một lòng nhắc nhở, bằng một ý chí tinh tấn. Cho nên chúng ta đi vào ở trong trạng thái là gì? Là ly sanh. Cho nên chúng ta có được cái niềm vui trong thiện pháp. Đây gọi là ly sanh hí lạc. Trạng thái này là trạng thái sơ thiền. Trạng thái sơ thiền ly sanh hí lạc. Được chưa? Và nó có mặt những gì? Trong tâm có mặt những gì? Có tầm, có tứ, có hí, có lạc, có nhất tâm. Hiểu chưa? Có tầm, có tứ. Tầm là gì? Là suy nghĩ. Tứ cũng là suy nghĩ. Tầm và tứ là trạng thái suy nghĩ một cái thô, một cái vi tế, nhưng nó cũng là suy nghĩ. Suy nghĩ làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ. Đây chính là thế giới vọng động. Ở trong vọng động đó thì làm sao chúng ta có an vui? Cho nên hãy phát triển lên một bước nữa, đó là đến chỗ nhất tâm. Đến chỗ nhất tâm thì phải thông qua những cái phương thức an trú để cho tâm mình định bằng công phu tu tập. Công phu đó là gì? Là thiền tịnh mật. Tất cả những cái phương thức nào mà khiến cho tâm mình an trú, mình hãy thực tập theo đó. Rồi khi tâm an trú thực tập theo cảnh giới này thì chúng ta thấy nội tâm định tĩnh, nội tĩnh, trong tâm nó lắng dịu xuống và tầm tứ nó không có mặt nữa, nhưng mà hỷ lạc nhất tâm nó vẫn còn ở trong đó. Và tâm chúng ta nó sinh ra quá nhiều niềm vui. Ở trong trạng thái này có thể chúng ta đắm nhiễm trong niềm vui đó. Cho nên hãy gì? Hãy viễn ly cái niềm vui đó, xả nó đi. Bởi vì sao? Bởi vì vốn nó chưa từng sinh ra, giờ đây chúng ta thấy nó thôi, và thấy nó thôi rồi nó cũng sẽ diệt đi, chứ nó không có tồn tại mãi. Một cảm thọ, một cảm xúc đến với chúng ta rồi nó chiếm một chút thời gian, rồi sau đó nó lại tan hoại. Cho nên trước đây nó chưa từng có, giờ đây nó có và nó sẽ bị đoạn diệt. Chúng ta an trú ở trong một trạng thái không đắm theo nó, không ghét nó, cũng không có hở thuộc vào nó, mà chúng ta độc lập, tâm của chúng ta rộng rãi bao la để nhìn nó. Đấy là cái cảnh giới thứ ba mà Ngài chứng đắc được. Và sau đó thì sao? Ngài thấy rằng những điều này còn phải làm hơn một bước nữa. Thành ra viễn ly cái cảnh giới này, đó là cái cảnh giới mà xả hết tất cả những cái suy nghĩ thô, những cái cảm thọ khổ lạc, xả dần 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 đi, và tâm chúng ta đi vào ở trong trạng thái gọi là xả niệm lạc trú. Xả niệm lạc trú, trú ở trong cái lạc vi diệu của nội tâm. Ráng nhớ, ráng hình dung ra, trú ở trong cái trạng thái vi diệu của nội tâm. Mà khi nội tâm mà trú ở trong trạng thái vi diệu như vậy á, thì ở trong tâm nó có cái gì? Nó có một cái niệm xá viễn ly thôi, và cái lạc lại tiếp tục xuất hiện ở trong đó, an vui xuất hiện ở trong đó, đặc biệt là trí tuệ phát sinh, trí tuệ phát sinh rồi á, tính giác cũng phát sinh, và độ tập trung chuyên chú càng cao. Đây gọi là trạng thái của tam thiền. Mà khi tam thiền như vậy thì tâm của chúng ta nó vẫn còn những cái trạng thái hoạt động, những cái cơ chế, những cái cấu trúc hoạt động của tâm lý. Đó là gì? Đó là xúc, thọ, tưởng, tư, tầm, dục, thánh giải, rồi tinh tấn, xả, tác ý. Những điều đó đều hoạt động, chưa có ngừng. Đó là cả một cái cấu trúc như là cái bộ máy của tư duy. Nó phải như vậy, tác ý
rồi đi xá, rồi lấy cái này bó cái kia, rồi ghi nhớ, nhận biết, tất cả này là một cái cấu trúc của tư duy, nó vẫn còn hoạt động ở trong nội tâm của chúng ta. Nhưng cái kết quả đỡ lại của nó là chỉ có hai điều thôi, là lạc hoặc là khổ. Và giờ đây phát triển cái tâm xả lên, cho nên lạc khổ viễn ly lạc, viễn ly cái khổ, viễn ly tất cả mọi thứ. Cho nên đó, gọi là xả lạc, xả khổ, diệt tất cả những cái ưu và cái hỷ luôn. Cho nên đó, người này không còn khổ, không còn lạc, chỉ còn một cái niệm duy nhất là gì? Đó là trạng thái xả vi tế và nhất tâm. Thấy chưa hả? Trạng thái xả vi tế và nhất tâm, lúc bây giờ đâu có còn gì để nghĩ nữa. Nếu còn nghĩ thì vẫn còn cái cấu trúc hoạt động, cũng giống như là có cái cỗ máy còn đó, nhưng không có gì làm việc nữa, không có chất liệu nào làm việc nữa. Nếu như có nghĩ thì chỉ nghĩ vào cái không, chứ không có nghĩ vào cái gì, cái khổ hay là cái lạc nữa. Cho nên gọi là gì? Là vô quán niệm tâm. Hiểu chưa hả? À, cái thức ăn của cấu trúc tư duy này nó không còn nữa. Cho nên là đạt đến chỗ vô quán niệm tâm, và nhờ ở trong cái tâm thanh tịnh như vậy, cho nên nhất tâm nó sinh ra. Nhưng mà cái xúc, cái thọ, cái tướng, cái tư, tất cả những điều trong này nó vẫn còn hoạt động trong trạng thái của tư thiền. À, cái thức ăn của cấu trúc tư duy này là những loại cảm thọ. Nhưng những cảm thọ đã viễn ly, thọ khổ, thọ lạc đều viễn ly, thì giờ nó còn là cái bộ máy thôi, mà không còn cái gì mà nuôi sống nó nữa, không còn cái gì để nó hoạt động nữa. Nhưng mà lúc bây giờ trí tuệ của Ngài, Ngài thấy nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó thoải mái vô cùng. Nếu có nghĩ là nghĩ vào cái không mà thôi. Và ở trong cái chân lý này, trong tư duy này, bắt đầu á là Ngài thấy cái gì khởi lên, những cái loại chẳng hạn như là cái xúc, cái thọ, nó là những cái bộ máy, nó khởi lên Ngài biết, nó an trú Ngài biết, nó diệt Ngài biết, cái tướng khởi lên Ngài biết, trú Ngài biết, diệt Ngài biết, biết tất cả. Nhưng tâm của Ngài không luyến ái, không chống đối, an lập ở trong đó, độc lập trong đó, không bị trói buộc, giải thoát tất cả mọi hệ lụy, giải thoát tất cả mọi sự dính mắc trong đó. Nhận ra chưa? Nói tới đây nhận ra không? À, không nhận ra thì phải nghe đi nghe lại nhiều cảnh giới này, thầy không có đủ giờ để mà diễn đạt nhiều hơn. À, nếu như muốn thì sau này chúng ta có một cái lớp chuyên môn để phân tích từng cái khía cạnh của nó. À, lúc đó nó như là một cái cơ chế tâm lý học. Các vị thấy rằng tư duy của chúng ta nó có đối tượng tư duy. Nếu như không có đối tượng tư duy thì nó vẫn còn cấu trúc tư duy. Hiểu không? À, như vậy trong trạng thái tứ thiền, cấu trúc tư duy vẫn còn, nhưng không còn cái pháp để nó tư duy nữa. Cũng giống như là còn nhà máy, còn công nhân đó, nhưng mà không còn hàng hóa, không còn sản xuất. Hiểu chưa hả? Cái cấu trúc đó nó vẫn còn hoạt động. À, thì sao? Thì á, bây giờ cái xả rồi mà, xả cả khổ, cả lạc, xả hết rồi. Xả hết tất cả thức ăn của nó rồi. Thì lúc bây giờ nó còn trống rỗng như vậy đó. Và nó còn thì vẫn còn cái gì đó để bỏ đi. Cho nên bây giờ đây thôi, dẹp tiệm cho rồi. Đừng có nuôi cấu trúc này nữa. Dẹp tiệm, giải thể. Không còn sự ràng buộc ở trong cấu trúc này nữa. Cho nên ở trong cảnh giới này, bắt đầu là tôn giả Xá Lợi Phất, Ngài mới nghĩ rằng, vậy thì còn một cái đó làm. Cái sự rỗng rang kia là điều quan trọng. Mà cái gì rỗng rang nhất ở trên thế gian này, chỉ có hư không vô biên. Cho nên á, Ngài vượt cái tâm Ngài lên, vượt lên tất cả mọi cái sắc và tướng, hình sắc và niệm tướng của nội tâm. Ngài vượt lên trên nó và Ngài diệt trừ tất cả mọi sự chướng ngại do tướng. Cho nên á, tâm ý của Ngài không tác ý đối với tất cả những cái tướng khác biệt, không tác ý nữa. Bây giờ vượt qua tất cả như vậy, cho nên tâm của Ngài lúc bây giờ đi vào trạng thái hư không vô biên. Và hư không vô biên tràn lấp ở trong tâm của Ngài. Có những lúc chúng ta thiền tọa, chúng ta thấy tâm của mình thớ nhập ở trong hư không vô biên. Bắt đầu từ hơi thở, chúng ta thấy hơi thở như là một cái luồng khí đi ra đi vào. Đến một lúc nào đó đột nhiên chúng ta thấy hơi thở giống như là một cái khối trắng đi ra đi vào, có hình hài, và từng cái nguyên khí, từng cái cấu trúc nguyên tử của những cái hạt khí quyển này á, nó va chạm được ở trên thành phổi của chúng ta. Chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc như vậy, sự lắng nghe tới đó là cả một trí tuệ tĩnh lặng mới có thể nhận biết được. Cũng giống như là người viết cây bút lông mà viết chữ Hán cổ chẳng hạn,
Người ta cầm cái bút lông chỉ cần người ta nặng tay xuống là người ta biết, và người ta có thể lắng nghe được á, là từng cái cọng lông bút nó chạy sẹt sẹt ở trên giấy. Bao nhiêu cọng chạy mình cũng nhận ra được, trên tay của mình đen xuống một chút xíu là mình cảm thấy nó nặng tay rõ ràng. Nó có một cái lực tác động trở lại rõ ràng. Tâm của mình phát hiện ở trạng thái vi thế đó phải là một sự tập luyện. Thì thưa quý vị, ở trong trạng thái này bắt đầu là chúng ta thở nhập. Ở trong sự thở nhập như vậy thì cái gì vi thế nhất nó cũng diễn ra. Và hơi thở thấy như là cái luồng khí đi ra đi vào. Và đột nhiên chúng ta thấy rằng hơi thở nó là nguyên khí. Thì vũ trụ này cũng là nguyên khí. À, thì ra tâm của chúng ta là trùm khắp pháp giới, trùm khắp vũ trụ này như là hư không vô biên. Và cái hiện hình này á, chỉ là nhỏ bé ở trong cái hư không vô biên đó. Thì lúc bây giờ tâm thở nhập vô ở trong hư không vô biên. Trong trạng thái này, bao nhiêu cái đạo lý siêu việt khó hiểu, chướng ngại trong nội tâm tự nhiên nó phơi bày ra. Kỳ diệu là như vậy. Trước đây chúng ta phân biệt đạo lý bằng chữ, bằng nghĩa, bằng cái cách này cách nọ. Còn giờ đây tự nhiên nó hiện ra, đây gọi là gì? Là pháp vô học. Và đây gọi là trí vô học bắt đầu xuất hiện. Khi trí vô học này xuất hiện trong tâm, chúng ta nhìn mọi việc, chúng ta hiểu nó một cách rất tự nhiên. Nó hiểu tới mức mà người ta không biết rằng tại sao hiểu, và không thể giải thích nổi trạng thái này. Thế là bắt đầu mình hiểu đơn giản là gì? Là những cái thế giới thô trược trong tâm chúng ta đã viễn ly sự chấp trước. Mà do viễn ly chấp trước như vậy cho nên nó ở trong hư không vô biên. Nhưng mà thưa quý vị, trong hư không vô biên này chúng ta thấy toàn thân của mình lúc bây giờ là như là hư không vô biên. Nó còn cái gì? Nó còn hư không, nó còn gì là vô biên xứ tưởng. Tức là còn cái gì? Còn cái suy nghĩ về hư không đó. Còn cái tư tưởng, còn cái khái niệm, còn cái khả năng nhận biết về hư không vô biên đó. Và trong tâm lúc bây giờ chỉ còn là nhận biết về hư không vô biên, cũng như là trạng thái nhất tâm. Trạng thái nhất tâm như vậy á, nó cái cơ chế cấu trúc nó vẫn còn, quý vị, nó vẫn còn là gì? Là cái xúc, cái thọ, cái tưởng, hay cái thánh giải, hoặc là cái tinh tấn niệm xả tác ý, tất cả những cấu trúc này á, nó vẫn còn ở trong tự tâm, chứ không phải là mất hết. Nó vẫn còn, mặc dù hư không kia là một cái loại vi tế vô cùng để nó trở thành một đối tượng cho cấu trúc này tư duy, nhưng mà nó vẫn còn trong đó, chưa có xả bỏ được. Thì thưa quý vị, ở trong tâm lúc bây giờ thấy nó khởi lên tư duy và hư không, tư duy và mọi thứ đều biết rất rõ, nó ăn trú như thế nào cũng biết rõ, và nó đoạn diệt như thế nào cũng biết rõ. Tôn giả Xá Lợi Phất không ngừng tư duy và đến trạng thái tư duy siêu việt như vậy. Và ở trong trạng thái này nó sung sướng vô cùng, sung sướng vô cùng. Đôi khi cơ thể chúng ta không biết đâu, và tất cả những cái buồn vui á, chỉ là gì? Chỉ là cái ứng xử cho nó phù hợp ở trong quốc độ này. Còn một khi trở về với trạng thái này á, rất là an lạc, nhẹ nhàng. Vậy thì thưa quý vị, trong tâm của chúng ta đã giải thoát rất nhiều sự thành, sự bại, những cái thô thiển, thô trược ở thế gian chúng ta giải thoát rồi. Và ở trong trạng thái này á, tôn giả cũng không có đắm nhiễm nó, cũng không có chống trái nó. Ngài vẫn giữ một cái trạng thái độc lập của nội tâm, không trói buộc, giải thoát tất cả mọi hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Và khi ở trong tâm không có hạn chế như vậy, Ngài thấy vẫn còn có một cái hư không mà chúng ta đang chiêm nghiệm, đang nhận biết. Cho nên Ngài thấy vẫn còn một số việc phải làm chứ chưa có hết. Thành ra bước tiếp theo là Ngài gì? Ngài vượt lên trên cái hư không vô biên đó. Ngài đặt một câu hỏi rằng, vậy thì cái gì nhận thức ra hư không đó? Cái gì biết hư không là vô biên kia? Đó chính là thức. Cái thức đó nó phải trùm cả hư không, lúc bây giờ hư không mới bị nó nhận biết. Thức trùm cả hư không, cho nên hư không bị nó nhận biết. Hư không không có hình dáng, nhưng nó vẫn biết từ đâu. Cái khái niệm này từ đâu? Sinh ra từ trong cái vọng thức đó. Vậy thì Ngài nói, vậy thì tại sao mình không bỏ cái hư không kia đi? Mình trở về với cái cội nguồn gốc túy của mọi khái niệm và hiểu biết đó, chính là thức. Và lúc bây giờ tâm của Ngài đạt đến một cái chỗ gọi là thức vô biên xứ. Kỳ diệu chưa hả? Các vị dễ hiểu không? Và khi nhận ra như vậy thì lúc bây giờ trong tâm của Ngài thấy rằng thức vô biên xứ, thức vô biên xứ tưởng. Suy nghĩ về thức vô biên xứ chưa? Tại vì nếu như không cho rằng cái thức đó trùm khắp pháp giới thì làm sao biết rằng có thức trùm
trùm khắp pháp giới, đúng không? Các vị hiểu điều này không? Chẳng hạn như là hư không là vô biên đó, làm sao chúng ta biết hư không vô biên? Bởi vì cái tâm thức của chúng ta nó trùm cả hư không vô biên. Vậy thì cái tâm thức mà gọi là cái hư không vô biên đó bị gì? Bị vọng thức chúng ta nhận biết. Và ở đây cái thức vô biên đó, cái gì biết được nó? Hả? Cái tướng nó biết về cái thức này, hiểu chưa hả? À, nó kỳ diệu như vậy á. Một cái anh thô anh này nhận biết anh kia, anh hư không thì bị thức nhận biết, và cái anh thức này bị cái gì nhận biết vào nó? Bị cái tướng là cái khả năng nắm bắt tín hiệu và đặt tên. Nếu như không có những khái niệm này thì làm sao mà nhận biết về cái thức đó? Cái thức nó vô hình vô dạng, làm sao mà biết? Cho nên vẫn còn cái khái niệm về sự tồn tại của thức. Đây chính là trạng thái của tướng, hiểu chưa hả? Cho nên ấy, ngài viễn ly trạng thái của thức vô biên mà nhập vào gì hả? Ngài nhập vào trong gì? Trong không có vật gì. Không có vật gì là gì? Đó là vô sở hữu sư, thấy chưa hả? À, khi mà đạt đến cái chỗ trạng thái vô sở hữu sư thì ngài thấy rằng lúc bây giờ chỉ còn cái gì? Còn cái gì trong tâm của ngài? Chỉ còn là vô sở hữu sư này, còn vô sở hữu sư tướng. Mặc dù là không có ai sở hữu nữa, hết rồi, nhưng mà nó vẫn còn một cái tướng về vô sở hữu đó, đúng chưa? À, nó vẫn còn về một cái tướng về vô sở hữu đó. Cho nên nó đã còn một cái tướng thì ở trong đó vi tế của những cảm thọ, vi tế của xúc, vi tế của thánh giải, vi tế của tinh tấn, niệm xả tác ý vẫn còn tồn tại. Công nhân đã nghĩ, nhưng bộ phận căn bản đã nghĩ, nhưng ban điều hành vẫn còn, thấy chưa hả? Cái gốc tủy của ban điều hành nó vẫn còn, mà ban điều hành đến chỗ đây là bị nhận biết là sách diệt cái ban điều hành này. À, giải thể ban điều hành này, ai có quyền giải thể? Hả? Người chủ nhân, phải không? Chủ tịch hội đồng quản trị, phải không? Người chủ nhân mới có quyền làm điều này. Vậy thì rõ ràng cái gì? Cái nó còn một cái pháp tồn tại, nó còn một cái điều ở trong tự tâm vi tế vô cùng, nó mới phát sinh ra tất cả một cơ chế hoạt động đó. Bởi vậy cho nên á, những cái gì dục thánh giải nó vẫn còn, và ngài thấy rằng nó hiện hữu như vậy, nó tồn tại như vậy, nó ngự trị như vậy, rồi nó diệt mất như vậy, cũng là pháp vô thường. Tâm của ngài an trú trong sự thanh tịnh, tĩnh lặng, độc lập, không luyến ái, không chống trái, tự nhiên như nhiên như vậy. Thì thưa vị, ngài thấy đến đó được chưa? À, chưa, vẫn còn một cái anh chủ nhân vi tế đang ra lệnh, và tất cả mọi hoạt động kia đã ngừng hết, nhưng mà còn cái vi tế này. Cho nên lúc bây giờ ngài mới vượt lên trên hoàn toàn cảnh giới vô sở hữu, và ngài đi vào trong cảnh giới là phi vi tướng. Thấy rõ chưa hả? Tức là dẹp bỏ cái anh mà đầu não này luôn. Vừa dẹp bỏ cái anh này á, chuyện gì xảy ra trong tâm của chúng ta? Nếu như mà người này ở trong cái pháp lạc của sự dẹp bỏ đó, nó lạc vô cùng. Và do vậy người này á, họ có xu hướng là từ bỏ tất cả việc độ sanh, từ bỏ tất cả mọi việc thiện họ muốn làm nữa hết. Họ muốn tìm tới một cái chỗ nào đó sung sướng an trú. Còn nếu như ở ngang chỗ đây họ chết thì họ đi vào ở trong cõi trời phi tướng, phi vi tướng xứ. Sống ở trong đó 499 đại kiếp đầu an trú ở trong định, và một kiếp sau chia làm hai phần. Nửa kiếp đầu vẫn còn tốt, nhưng nửa kiếp sau định lực thối thấp. Định lực thối thấp cho nên trôi lại với chỗ nào? Trôi lại với tất cả cái nghiệp cuối cùng viễn ly đó là cái gì? Thành ra Úc Đầu Lam Phất mới mà Alala Úc Đầu Lam Phất mới trôi về cái kiếp của con trồng dơi, thấy chưa hả? Trôi lại ngay chỗ nào? Ngay cái chỗ mà thân mạng rã đi đó, đi vào trong sự trùm khép, bây giờ nó trở lại ngay chỗ đó. Rõ chưa?
Đó, đó là cái sự vận động của tâm nó đi một cấu trúc như vậy. Còn nếu như trong trạng thái phi tưởng này mà khởi lên một cái tâm niệm là thống lĩnh, thì ở trong trạng thái này á, người này bắt đầu đi dạo cõi trời gì? Cõi trời của thiên ma ba tuần. À, và cái phước của họ có thể thống trị cái vũ trụ này, qua địa cầu này. Với khả năng của họ, định lực của họ có thể thống trị được. Các vị hiểu tới cảnh giới này chưa? Thành ra ở đây là một rất là nguy hiểm đến cảnh giới này. Cho nên đến chỗ đây là chỗ mà bản thân mình phải tự cảnh giác với chính công phu của mình. Thành ra ở trong cái công phu đó, Tôn giả Xá Lợi Phất vừa thấy nó và trong trạng thái chánh niệm tinh giác, cho nên ngài liền ra khỏi định phi tướng, phi vi tướng xứ. Và khi mà ngài ra khỏi định phi tướng, phi vi tướng xứ, thì một loại trí tuệ siêu việt khởi lên của ngài là ngài nhìn thấy gì? Ngài nhìn thấy là tất cả các pháp thuộc về quá khứ đã đoạn, đã diệt và đã biến hoại hết thảy. Còn nếu như giả như là chúng ta nghĩ nếu như không diệt được, an trú ở trong phi tướng xứ, thì người này tâm của họ như thế nào? Tâm của họ ngưng lại ở trong cái pháp xả vi thế đó. Nó ngưng lại ngang đó thì không đi ra khỏi được. Cho nên chánh niệm chánh tri vượt ra khỏi nó. Do vậy cho nên á, ngài thấy các pháp hiện hữu, các pháp tồn tại, các pháp đoạn diệt, ngài thấy rõ biết rõ, nhưng tâm của ngài không có liên chấp. Không có dính mắc, không bị lệ thuộc, và tâm của ngài độc lập. Và ngài vẫn thấy có một cái tâm là rộng rãi không hạn chế. Ở trong trạng thái tâm không hạn chế này, ngài thấy rằng là vẫn còn có cái gì đó phải làm chưa xong. Trạng thái này, tâm lý này y chang như là trạng thái mà Đức Thế Tôn chúng ta lúc còn thái tử đi học đạo ở chỗ thầy Ứng Độ Lâm Phật. Thành ra rốt cuộc ngài phải từ bỏ, bởi vì thấy Ứng Độ Lâm Phật dừng lại chỗ đó và không biết cách nào hơn. Thành ra vậy mà ngài phải tự tìm kiếm con đường khác. Nhưng con đường không có ai chỉ dạy trên nhân gian. Thành ra ngài đi vào khổ hạnh. Và khi khổ hạnh cũng không đạt được, thì lúc bây giờ ngài tự tìm ra con đường khác, con đường bất tử niết bàn. Còn giờ con đường đã được Phật khai thị rồi, Tôn giả Xá Lợi Phất thực tập theo rất là nhanh chóng, được sự chỉ dẫn của lý thuyết rồi, ngài thực tập rất là nhanh chóng. Cho nên lúc bây giờ ngài đi ra khỏi cảnh giới phi tướng, phi vi tướng xứ, và ngài chứng đạt được cảnh giới là diệt tận định. Một cái niệm vi tế của phi tướng cũng bỏ. Do vậy cho nên ngài đi vào diệt tận định. Và ở trong cái cổ diệt tận định đó, ngài thấy tất cả trí tuệ mau nhiệm, các pháp vô lậu được gì? Được đầy đủ hết. Hoặc là các pháp vô lậu cũng bị đoạn tận luôn. Chúng ta hiểu rằng đây là điểm mà chúng ta tinh tế, cũng giống như người qua sông rồi thì họ bỏ chiếc thuyền, chứ không phải rằng là mình trung thành với chiếc thuyền. Tại nhờ chiếc thuyền đưa mình qua sông, mình không nỡ từ bỏ nó, cho nên mình ngồi luôn trên chiếc thuyền đó. Ngày xưa thầy có một cái chú đệ tử, chú nói rằng: thưa thầy, con học 3 năm một lớp. Thầy hỏi tại sao con học tới 3 năm một lớp. Nó tại vì con trung thành với vị thầy dạy con. Vị thầy dạy lớp 1 con học suốt 3 năm. Con không có muốn chia tay ông thầy này. Đó, cũng giống như chúng ta mà đạt được pháp rồi mà không có lên bờ bên kia, thì cũng giống như là trung thành với chiếc thuyền đó, ngồi im đó. Thưa vị, chúng ta cảm nhận trở lại như thế này. Ở trong trạng thái mà rời khỏi phi tướng, phi vi tướng. Ở trong trạng thái rời khỏi phi tướng, phi vi tướng. Ở trong trạng thái này bắt đầu á, là có một cái cảnh giới nó hiện ra là trí tuệ và tất cả những cái công cụ nào đưa chúng ta đến chỗ này. Đó là gì? Là đời sống vô lậu. Là những cái lối sống thực tập vô lậu mà chúng ta thực tập. Nhưng mà nếu như còn vô lậu đó thì chưa phải là diệt tận. Hiểu chưa? Cho nên ở trong trạng thái này bỏ luôn tất cả công phu của mình. Thì lúc bây giờ thực sự ngài mới chứng đắc được cảnh giới A-la-hán. Thành ra đây kinh nói rằng: với chánh niệm, Tôn giả Xá Lợi Phất liền xuất khỏi địa định đó, xuất khỏi cái định đó. Và sau khi chánh định xuất ra khỏi định ấy, Tôn giả thấy các pháp thuộc quá khứ, thuộc hiện tại và vị lai không còn trước mặt, nó đều bị hủy diệt tất cả. Ngài nói rằng
trước ta không sở hữu, sau ta cũng sau có hiện hữu là gì? Là duyên khởi mà thôi. Còn sau hiện hữu chúng bị đoạn diệt. Bản thể của nó là như vậy. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất không luyến ái tất cả những cái pháp đó. Tâm của ngài hoàn toàn viễn ly, giải thoát tuyệt đối. Và ngài nói rằng đến chỗ đây rõ ràng không có một sự giải thoát nào cao hơn nữa, và không còn gì để làm nữa. Đây gọi là những gì cần làm đã là làm xong, và không còn gì làm nhiều hơn nữa. Thì thưa vị, đến cảnh giới đó, Thế Tôn trình bày, Thế Tôn giảng về những trạng thái tôn giả Xá Lợi Phất trải qua 15 ngày với tu pháp không gián đoạn này. Một công phu 15 ngày không gián đoạn, tôn giả đạt được như vậy. Và Thế Tôn nói rằng nếu như ở đời nói về sự chân chánh, nói về sự chân chánh, thì khi thấy một người như vậy, phải khẳng định người đó như thế này. Đó là một người tự tại, một người đến chỗ cứu cánh tự tại, đạt đến thánh giới của Như Lai. Là người gì? Người được tự tại ở trong thánh định, người tự tại ở trong thánh tuệ, người tự tại ở trong thánh giải thoát. Trên nền tảng học thuyết như vậy, lý thuyết như vậy, tôn giả Xá Lợi Phất ở đây có thể nói rằng Xá Lợi Phất được tự tại, được cứu cánh ở trong thánh giới, được tự tại cứu cánh ở trong thánh định, được tự tại cứu cánh ở trong thánh huệ, được tự tại cứu cánh ở trong thánh giải thoát. Và từ đó mà có thể khẳng định rằng người đến chỗ đó, đến như vậy thì phải nói đó là một người gì? Một người con chánh tông của Phật. Một người sinh ra từ miệng Phật, sinh ra từ Pháp, hóa sinh ra từ Pháp. Đó chính là người thừa tự Như Lai, chứ không thừa tự tài vật. Và Thế Tôn nói này các tỳ kheo, nói một cách chân chánh thì phải khẳng định rằng Xá Lợi Phất là người con chánh tông của Phật, sinh ra từ miệng Phật, sinh ra từ Pháp, hóa sinh từ Pháp. Tôn giả Xá Lợi Phất là kế thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật chất. Chúng ta nên làm một người con thừa tự Như Lai, làm một người con thừa tự gia tài của Phật như thế nào? Làm sao để chúng ta trở thành gì? Trở thành người chánh tông của Phật, người con chánh tông của Phật. Không có nên trở thành một người con chánh tông thừa tự gia tộc, hay là thừa tự thời gian, thừa tự gia nghiệp, mà là gì? Là trở thành một người con thừa tự chánh tâm của Phật. Chúng ta bắt đầu từ điểm nào? Con đường đi qua 9 tầng bậc như vậy, chúng ta đi từ đâu? Thầy nhắc lại lần thứ 3, tam chuyển pháp luân. Thế này, chúng ta quen theo hành ác, bởi vì tâm buông lung ở trong dục tham, tham tiền tài sắc dục danh vọng ăn uống và ngu nghĩ, cho nên chúng ta gây nhân sát hại trộm cướp tà dâm dối trá và rượu chè buông lung. Từ đó những cái điều nhỏ nhặt khác nó kéo theo, những điều xấu xa khác theo đó mà hình thành. Chúng ta do vậy mà trôi lên khổ đau ở trong nhiều kiếp luân hồi, cứ làm cái nhân đắp đối lẫn nhau. Các hành như vậy thật là tai hại. Nhận thức được sự tai hại này, chúng ta phát tâm viễn ly. Phát tâm viễn ly đầu tiên, chúng ta nương vào ở trong thánh giới kỳ diệu của Như Lai, làm sao cho mình được đắc giới. Đắc giới nó khác với việc thọ giới. Thọ giới là một việc, nhưng đắc hay không là chuyện khác. Tu tập thiền định nó có chịu hành thanh tịnh, nhưng đắc giới là khác. Tu tập thiền định giống như người bơi trên biển luân hồi, còn bơi thì còn nổi, hết bơi thì chìm. Nhưng đắc được thánh giới giống như người bước lên chiếc thuyền trên bè giải thoát này, bơi thì đi nhanh, không bơi cũng không chìm. Đây là điều kỳ diệu trong thánh giới của Như Lai. Các vị nào nên chưa tự tin rằng mình đắc giới thì hãy nên đi thọ giới lại. Đừng có bị mắc kẹt ở trong danh xưng, đừng mắc kẹt ở trong cái hoàn cảnh, đừng mắc kẹt ở trong cái ứng xử phàm tình mà không chịu cần cầu sự đắc giới. Sắp tới chúng ta có đại giới đàn Ưu Bà Cung Đà, là cơ hội để chúng ta
tác chứng giới thở cho mình. Đắc giới như vậy, công đức sẽ hình thành dồi dào trong nội tâm. Cùng với sự học hỏi công phu không ngừng nghỉ, cuộc sống chúng ta cân bằng để lãnh hội công đức vô thượng này. Đây gọi là đời sống ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Và tất nhiên những khổ não của ly dục, của những cái ác dục kia, nó không còn chi phối chúng ta nữa. Nếu như có thì cũng là tàn dư của nó thôi, bởi vì hiện tại chúng ta không có làm thêm. Và chúng ta tin tưởng rằng với cái nhân thiện lành ngày hôm nay, nó sẽ có cái quả phước an lạc trong tương lai. Và như vậy, kết hợp với những công phu nuôi dưỡng tâm của chúng ta hàng ngày, ở nhà bận rộn quá, đến chùa công phu, đến chùa tụng kinh, đến chùa trì chú, đến chùa thọ giới, đến chùa tìm cái giây phút thảnh thơi, viễn ly gia đình để tu tập. Không ai nhắc nhở mình giáo nghĩa, ghi danh học Phật để cho tăng ni nhắc nhở cho mình, để cho mình có cái chỗ mà cột bám tâm của mình vào một giáo trình. Nếu như không, tâm mình không bị cột bám vào trong đó thì nó sẽ trôi lạc, không bao giờ chúng ta đạt được cái gì. Đặt mình vào ở trong một hoàn cảnh, đặt mình vào ở trong một cái chương trình thì chúng ta sẽ đi theo chương trình đó, và chương trình đó nó sẽ hỗ trợ chúng ta mỗi ngày một ít, chúng ta viễn ly dần dần và chúng ta có sự an trú. Sự an trú bắt đầu từ soi sáng của trí tuệ, sự nhận biết và đối phó với những cái cảm thọ phức tạp trong nội tâm của chúng ta. Và ngoài ra, công phu trí tuệ soi sáng với nguyện lực thọ giới, giữ giới thì bắt đầu chúng ta an trú trong trạng thái nhất tâm. Trạng thái nhất tâm này á, nó viễn ly bớt suy nghĩ, bớt nghĩ chuyện đông, bớt nghĩ chuyện tây, và vọng tưởng nó lắng dịu xuống. Đây gọi là tâm tứ dần dần bị diệt mất. Cho nên tâm chúng ta đi vào trạng thái nội tịnh, biết rõ trong lòng. Trong lòng không còn khổ đau, không còn phiền muộn, không còn sóng gió nữa. Còn nếu có thì mình nhận biết nó, nhất thời hiện ra rồi mất đi. Và chúng ta tất nhiên cũng không dừng lại ngang đây để đi tìm kiếm một cái ngôi chùa an lạc hoặc là những giây phút mà thích thú. Chúng ta tiếp tục nỗ lực ở trong công phu đó và giữ gìn chánh pháp. Chánh pháp phải được gì? Phải được huân tu, phải được nhắc nhở, phải được tưới tẩm thường xuyên liên tục cả đời. Như vậy thì bắt đầu á, chúng ta vượt qua được cái là nhị thiền. Và chúng ta tiếp cận được trạng thái viễn ly tất cả khổ đau, viễn ly phiền não, an trú ở trong sự tĩnh lặng. Cái tâm rất là lạc, rất là thoải mái. Nhưng cẩn thận, ở trong đây nó sẽ gì? Nó sẽ an lạc quá mà chúng ta nhiễm đắm, gọi là tâm nhiễm hỷ. Cho nên rời bỏ trạng thái nhiễm hỷ này, công phu cứ liên tục tiếp tục hành trì và tiếp tục với một lối sống đầy đủ như vậy, an trú tâm như vậy, biết rằng các pháp xưa nay nó chưa từng sinh, hiện tại nó có là nó có mặt hiện tướng, nhưng rồi nó sẽ hủy diệt bởi vì nó vô thường. Tâm không có luyến chấp những điều vừa ý, cũng không đỡ cho khổ não bởi những điều bất như ý. Và ở trong trạng thái này á, cứ xả ly không nghĩa là không biết tất cả mọi thứ, nhưng tâm viễn ly. Và lúc bây giờ cuộc sống này chúng ta vận dụng cái chùa chỉ là gì? Đơn giản là một cái khối vật chất để che nắng che mưa và giúp chúng ta trợ duyên trong công phu. Nó không phải là cái gì ghê gớm, thân mạng này cũng hủy diệt, đừng nói chi là cái gì. Đây là những đạo lý mình nhận biết rất rõ ràng. Và không có gì phải đau khổ hết, bởi vì dạng vật nó đã qua rồi, như huyễn. Cái tồn đau khổ đó là do chấp trước một cảm thọ mà thôi. Buông bỏ cảm thọ liền lập tức ngay bây giờ. Và lúc bây giờ chúng ta rời khỏi tất cả. Cho nên nó là viễn ly cả khổ, viễn ly cả lạc. Tâm mình độc lập, không dính mắc. Thì trạng thái này đi vào trong tứ thiền. Xá cả khổ cả lạc. Cho nên tâm trở nên rỗng rang vô cùng. Tâm trở nên rỗng rang ở trong trạng thái đó thì việc gì xảy ra? Nó vẫn còn một cái điều là gì? Là cái rỗng rang vô cùng của hư không kia. Chứ còn nó vẫn còn xả thì có gì mà hay ho? Đến cảnh giới đó chúng ta sẽ thấy hư không nó như thế nào. Còn nói ngang đây có thể là các vị tưởng tượng một chút đi. Thấy rằng nó rỗng rang bởi vì không còn gì nữa mà luận lý nữa. Không còn gì mà chấp nơ nữa. Nhưng mà nó còn một khối rỗng đó, cái trí đó gọi là cái trí quán không. Nhìn thấy được cái không đó là trí quán không. Cái không như vậy, đó là cái trí bát nhã bắt đầu xuất hiện đó. Và lúc đó viễn ly, nhưng mà còn một cái hư không nằm ở bên ngoài nó. Cho nên viễn ly pháp đã mất rồi, bây giờ hư không nó vẫn còn trùm khắp.
hư không kia nó vẫn còn hiện hữu thì sao gọi là chấm dứt? Cho nên cái gì nhận biết được hư không đó là thức tâm. Người này đã bắt đầu rời khỏi hư không vô biên và đi vào trong thức vô biên xứ. Thức đó ai là chủ nhân của nó? Phải có một vị chủ nhân của nó. Cho nên viễn ly thức vô biên xứ, đi vào trong vô sở hữu xứ, rời khỏi vô sở hữu xứ luôn. Vì sao? Bởi vì cái sở hữu đó nó vẫn còn một cái khái niệm. Thì buông bỏ cái khái niệm đó, đi vào trong phi tướng. Sao gọi là phi tướng? Bởi vì nghĩ rằng là phi nhưng chưa chắc là phi, bởi vì còn cái nghĩ về phi đó. Đây là điểm mà chúng ta lưu ý, cảnh giác trong trạng thái này, chứ không khéo mình sẽ nhận ra rằng mình chứng đắc. Bởi vì nó tỉnh quá và nó tuyệt vời quá, chúng ta sẽ nhầm lẫn mình chứng đắc. Cho nên rời khỏi cái trạng thái thức vô biên gọi là phi tướng xứ này, thì thấy rằng tất cả các pháp nó hiện hữu, nó hủy diệt, từ xưa chưa từng có, nay cũng chưa từng có, văn vật đều là vô thường như hiển. Cho nên còn một cái khối trí tuệ nhận biết nó. Thành ra lúc đó phải bỏ cái khối trí tuệ nhận biết này, chính là cái khối trí tuệ vô lậu. Cái pháp tu vô lậu, cái pháp vô lậu. Mới biết còn cái lậu là dính mắc rồi. Vô lậu, buông bỏ luôn. Lúc bây giờ cái công cụ mà để tu tập cũng bỏ. Thì Ngài đứng ngoài tất cả. Đây là diệt tận định. Sung sướng không? Hãy một lần bước tới cửa đó, bước tới cái diệt tận định như vậy, chúng ta thấy. Nhưng mà cẩn thận, ở trong diệt tận định nó rất nhanh chóng đi vào trong niết bàn. Nếu chúng ta chỉ cần chán cái thời gian này là đi vào niết bàn liền. Và cảnh giới này, người này không có làm lợi cho ai cái gì. Cho nên phải giữ lại một niệm để duy trì mạng sống và tiếp tục làm những việc lợi lạc cho chúng sinh, thắp sáng cái chân lý giác ngộ cho đời. Đây là lời Đức Phật dạy cho chúng ta. Và làm được như vậy mới gọi là người con chánh tâm của Phật. Tôn giả Xá Lợi Phất là một nhân cách điển hình. Và hôm nay chúng ta lắng nghe bài pháp này, hy vọng các vị phát tâm từng lúc, từng mỗi lúc mỗi nơi, để chúng ta đạt được cái con đường viễn ly tất cả sự thống khổ. Đó chính là những gì mà thầy mong muốn nhất. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nguyện đem công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.